Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm, một chút cái về cái cây xạ đen và cái cây cà gai leo, công dụng và cách dùng, rồi là những điều lưu ý cần khi sử dụng hai loại cây này nha các bạn. Thì hai cái loại cây này, đây là cây xạ đen nha các bạn. Thì hai loại cây này thì ở nhà mình trồng rất là nhiều. Mình có cả một rặng cái cây xạ đen này dài từ đây xuống kia. Đấy, từ đây xuống đến chỗ cái xe mình đấy. Đấy, là cây xạ đen nha các bạn. Cái cây xạ đen này thì ở trên các cái trang mạng, hoặc là những cái trên Facebook hay là Zalo hay là các cái trang mạng, người ta quảng cáo nó rất là nhiều, bảo là nó có rất nhiều tác dụng. Nhưng với mình và cái sự tìm hiểu được biết của mình thì cái cây xạ đen này á, là nó có tác dụng là mát gan, giải độc. Đấy. Thì ví dụ như ai mà bị nóng gan này thì nên uống cái cây này, thay nước uống hàng ngày cũng được. Các bạn có thể đun uống tươi như lá chè tươi và sao khô như lá chè khô để uống, phơi khô như lá chè khô để uống nha các bạn. Nó rất là mát, mát gan, giải độc, nói chung là nó làm mát cho cơ thể thôi. Chứ còn có nhiều người bảo là nó công dụng hỗ trợ điều trị ung thư gan này kia các nọ thì cái đấy thì là chưa có cái kiểm chứng nào nha các bạn. Nên là các bạn đừng có nghe người ta quảng cáo nhiều về cái vấn đề đấy quá mà mua uống. Thì ở mình đây thì cái cây này mình trồng được thì lúc mình phơi khô bán có 50.000, 60.000 một kg cái cây này. Nó giống như một cây lá để uống nước thôi, nó không có cái gì là gây gớm cả. Đây nhà mình là trồng rất nhiều nha các bạn, chứ không phải là không có, mà nhà mình có, nhưng mình sẽ nói thực tế, chia sẻ thực tế cho các bạn biết. Đấy, nhà mình có cả cây găng bông này, những cây găng bông to này, những cây này chuyên uống nước và ngày xưa là để chữa cái bệnh hậu sản cho phụ nữ ấy. Đấy. Thì còn cái cây xạ đen này thì nó có một cái công dụng hay nữa là ví dụ như là phụ nữ mà mới sinh xong mà chưa có sữa về thì là người ta cũng uống cái này lá tươi. Uống cái đun cái nước này lá tươi, hãm như hãm lá trà tươi á, để uống cho sữa mau về này. Rồi những người nào nóng gan mụn nhọt này kia nọ thì nên uống cái nước này. Nếu các bạn mà uống được thay cho nước uống hàng ngày thì các bạn cứ đun nước này uống thay hàng ngày càng tốt, không có vấn đề gì nhá. Riêng cái cây xạ đen này là như thế, và đặc biệt nó rất dễ trồng, các bạn có thể là bất cành xuống các bạn cắm trồng nó cũng sống hết. Hoặc là ở đây như mình đây, nó bò xuống ở trên bờ này là dễ ra đầy, kể cả những cái cành già già như kia là nó bò nó cũng ra rất là dễ đầy nhiều. Đây là cái thời đợt vừa rồi mình có chặt thu hoạch này, mấy hôm nó rậm lắm, nó lên tùm ghê lắm các bạn nhé, nó lên rất là nhiều. Đấy, thì đây là nhà mình mới thu xong thì là đây, các bạn chỉ cần bất một đoạn cành các bạn cắm là cũng đủ sống với cây xạ đen này. Nó là một cái loại để thay cho uống nước rất là mát. Đây, chè tươi nhà mình cũng rất là nhiều. Đấy, các bạn dọc đây mình đều là trồng chè tươi hết, uống đấy. Xạ đen nhà mình là leo khắp nơi này, là mình mới thu cả cái đoạn này là mới thu xong rồi. Mình mới thu xong thì là nó bây giờ nó nhìn nó ít thế. Đây các bạn, đây vẫn là xạ đen này các bạn, xạ đen chè tươi đấy. Đây mình cũng còn cả một bụi xạ đen ở đây nữa nha các bạn. Xạ đen này nhà mình có rất nhiều các bạn. Cái này thì nó không có công dụng chữa bệnh gì đâu, nó chủ yếu là mát gan giải độc thôi, còn không có nghe người ta quảng cáo làm gì. Rồi là uống chỉ có là mát gan giải độc. Còn bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi xem. Đây, cả cái leo thì nhà mình cũng mới thu nhá, nhưng cả cái leo thì là nó mới ở đây. Đây mình quay gần cái ngọn cả cái leo cho các bạn xem nó rõ ràng. Đấy, cái gà leo nó cũng rất là dễ sống, nhưng có điều là cái thân của nó nhỏ. Đây bây giờ mình quay thêm cái đoạn đằng này, ở chỗ này mình mùa mưa này rậm rạp quá các bạn, rất là rậm rạp cây cối. Đây có cả một cái đường bê tông mà bây giờ nó mưa, mình đi làm suốt mấy hôm vừa rồi, nửa tháng này mình về là đấy, cây cối nó đã mọc lên như này. Đấy, cây cối nó mọc lên tất như thế này rồi các bạn, rậm rạp như thế này. Đấy, thì đây mình sẽ cho các bạn xem, mình có một rặng cà gai leo trồng từ đây. Đây các bạn nhìn nhá, cái đoạn mình phát đây đều là cà gai leo mình mới thu hoạch rồi nhá, cắt đi rồi nhá các bạn, cắt đi rồi đấy, gốc nó đây, để gốc 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 cắt nó còn này các bạn.
Đấy, nó rất là dễ sống. Cái này nó là dây leo nhưng nó bò đến đâu nó có thể có đất là nó ra rễ đấy nha các bạn. Đấy, cả cái leo của mình đấy. Cái loại mà mọi người gọi là đây, rất là nhiều, dài từ đây ra đằng kia luôn các bạn. Đến đâu là mình có dấu là nó sạch cỏ đấy là mình mới cắt cái leo xong. Thì đây các bạn, cái cây cà gai leo này thì nó rất là nhiều gai, gai của nó rất là nhiều nha các bạn, gai nhiều quả. Khi nó chín thì nó ra màu đỏ, nó rụng quả xuống nó cũng có mọc nữa, nó rất là dễ. Thế nhưng mà riêng cái cây cà gai leo này thì nó không giống như cây sả đen nha các bạn. Cây cà gai leo là nó không giống như cây sả đen, bởi vì cây cà gai leo nó là một loại kháng sinh mạnh đấy. Riêng cây cà gai leo nó là loại kháng sinh mạnh, nên là có những bạn bảo là uống mát gan giải độc thì cái cây này nó lại không phải mát gan giải độc, vì nó là loại kháng sinh mạnh, nếu các bạn uống nhiều có thể bị táo bón luôn đấy. Và nếu mà uống dài hạn thì gan sẽ ảnh hưởng gan luôn, vấn đề luôn. Thế nhưng nó lại là một loại, ví dụ như cái cà gai leo này thì đúng là nó hỗ trợ điều trị bệnh ung thư gan và các cái bệnh về gan. Nhưng khi nào các bạn có bệnh về gan, ví dụ như men gan cao hay là các cái bệnh về gan đấy, thì các bạn mới được uống cái cây này đấy. Và mỗi một ngày các bạn chỉ được uống 30 gram đấy, mỗi một ngày các bạn chỉ được uống 30 gram, các bạn không được uống nhiều nha các bạn, vì nó là một loại kháng sinh thì các bạn biết rồi, dù là kháng sinh gì chăng nữa, cây cỏ chăng nữa thì các bạn cũng không được lạm dụng nó, vì lạm dụng nó cũng không tốt cho sức khỏe nha các bạn. Đấy, thì cái cây này ở trên thị trường hiện tại như bây giờ ở nhà mình ấy, là mình phơi khô là mình bán cho người ta từ 120.000 đến 150.000 kg thôi. Nhưng có thể các bạn đi mua trên thị trường nó sẽ đắt hơn, có những chỗ đến 300-400.000 một kg. Đấy. Thì có bạn nào ở gần mà muốn xin về trồng thì đến mình nhổ cho về trồng, vì nhà mình trồng treo bờ rào, đất nó rộng này, mình trồng trên bờ rào, mình cũng không có ấy gì, có những thời gian không cắt được phát, còn phát bỏ mất nhiều. Đấy. Nó ra quả, nó rụng. Gai nó rất nhiều nha các bạn. Khi các bạn cắt nó rồi là làm rồi là phải có cái găng tay. Đấy, cái lúc mà rửa để cho vào uống thì nó đơn giản lắm, các bạn cắt cái rễ này hoặc cái phơi khô này các bạn mang về, các bạn phơi khô rồi là các bạn cho vào, các bạn đun nước uống thôi. Chứ nó không có gì cả, nhưng mà các bạn không nên lạm dụng nó. Đấy là cái điều lưu ý nhất khi sử dụng cái cây cà gai leo này. Cây cà gai leo này thì nó hỗ trợ cái điều trị ung thư gan rồi là cái điều trị những cái bệnh về gan là rất tốt. Thế nhưng mà các bạn phải lưu ý cho mình một điều là không được lạm dụng nó, nếu không có bệnh không được uống, không nên uống. Vì uống nó, ví dụ như nói không được uống thì cũng phải, các bạn có thể uống nhưng mà uống ít thôi, uống một ngày hai ngày gì đấy, với 30% 30 gram một ngày, 30 gram khô một ngày nha các bạn. Đấy. Thì là đấy là cái chia sẻ của mình ngày hôm nay về hai cái loại cây mà bây giờ nhiều người chia sẻ. Thế thì đây là những cái mà mình biết, sau này mà mình có các bạn có thắc mắc về những vấn đề gì thì hỏi thì mình sẽ chia sẻ, vì mình chia sẻ rất là thực tế. Đấy. Thì mình không có quảng bá hay là gì cả. Thì các bạn cảm thấy hay thì like, share rồi chia sẻ giúp mình. Đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận những video mới của mình nhé. Đây là những điều mình chia sẻ thực tế từ những cái kinh nghiệm thực tế ở quê nha các bạn. Nên là các bạn yên tâm là mình nói thì mình không có nói sai đâu. Mình cũng đã tìm hiểu và nhà mình có, mình biết, mình đã tham khảo nhiều rồi, cho nên là mình cũng chia sẻ thật cho các bạn biết để các bạn tránh là khi mà người có bệnh hay là có này kia nọ mình dùng á, nó không đúng cách thì nó không có tốt cho sức khỏe nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.